chắc hẳn chúng ta đều đã quen thuộc khi thấy những hành tinh quay xung quanh các ngôi sao của chúng. Nhưng nếu các hành tinh không chỉ xoay quanh các ngôi sao mà chúng ta vẫn thường thấy, thay vào đó, chúng xoay quanh các hố đen thì sao? Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra những hành tinh như vậy. Có đến hàng ngàn thế giới mà đang bao quanh siêu hố đen. Hố đen quái vật hay hố đen siêu khối là những cụm từ dùng để chỉ những hố đen cực lớn, cực mạnh, trong đó những hố đen quái vật trung tâm các thiên hà là đáng gờm nhất vì chúng thường to và hung dữ hơn cả. Chúng ăn vật chất ngấu nghiến đến nỗi, xung quanh chúng bao giờ cũng là vùng sáng năng lượng lóa mắt làm lu mờ tất cả những thứ lân cận. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Keiichi Wada từ Đại học Kagoshima đã xác định được bên trong vùng sáng lóa mắt đó là một lớp hành tinh kỳ lạ mà họ đặt tên là Planet. Theo các tác giả giải thích trong bài công bố trực tuyến, ở đây chúng tôi điều tra các quá trình đông tụ bụi và các điều kiện vật lý của sự hình thành Planet. Theo đó, các Planet hoàn toàn có thể hình thành từ những hạt bụi vũ trụ bay xung quanh các hố đen quái vật. Bụi đó và các loại khí bao quanh hố đen hình thành một đĩa bồi tụ giống như đĩa bồi tụ xung quanh các ngôi sao non trẻ, nơi các hành tinh ra đời. Trước đó, họ đã tìm thấy sự xuất hiện của các ngôi sao xung quanh Sagittarius xa sao, hố đen quái vật ở trung tâm thiên hà Milky Way của chúng ta, được cho là được hình thành theo cùng cách khi hố đen này còn hoạt động. Năm ngoái, một nghiên cứu khác của tiến sĩ Wada đã cho thấy hành tinh có thể tồn tại và quay quanh hố đen quái vật nếu chúng cách hố đen một khoảng cách đủ xa để có nơi cư trú bình yên. Họ ước tính mỗi hệ mặt trời hố đen có thể có tới hàng ngàn hành tinh, tất cả đều khổng lồ. Trong nghiên cứu mới này, việc tìm ra cách chúng ra đời đã khẳng định giả thuyết. Theo tiến sĩ Wada, việc hình thành hành tinh quanh hố đen còn dễ dàng hơn hình thành các ngôi sao. Và để sở hữu một hệ mặt trời hố đen quái vật ở trung tâm thiên hà đó phải hoạt động với độ sáng tương đối thấp trong suốt cuộc đời chúng. Phát hiện ngôi sao quay gần hố đen chưa từng thấy. Ngôi sao mới được phát hiện quay quanh hố đen tử thần với tốc độ 2 vòng 1 giờ và là ngôi sao ở gần hố đen nhất từng được phát hiện từ trước đến nay. Đây là quỹ đạo quay gần nhất mà các nhà khoa học từng khám phá. Hai kính viễn vọng không gian của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA là đài thiên văn Chandra X-ray và NuSTAR cùng hệ thống kính thiên văn vô tuyến ATCA của Australia được đặt ở New South Wales đã phát hiện ra ngôi sao này. Ngôi sao và hố đen nói trên nằm trong một cụm sao thuộc dải Ngân Hà, cách trái đất 14.800 năm ánh sáng. Các kính viễn vọng của Chandra cho thấy thời gian để ngôi sao thực hiện quỹ đạo hoàn chỉnh quanh hố đen có thể là khoảng 28 phút. Dựa trên bằng chứng thu được, các nhà khoa học nhận định nhiều khả năng đây là một ngôi sao lùn trắng quay quanh một hố đen ở khoảng cách chỉ gấp 2,5 lần quãng đường từ trái đất tới mặt trăng. Chưa từng có ngôi sao nào được phát hiện quay quanh hố đen tử thần gần đến vậy. Theo tiến sĩ Aras Baramian, tác giả của nghiên cứu cho biết, ngôi sao lùn trắng này gần hố đen đến nỗi vật chất bị kéo khỏi nó và đổ vào địa vật chất xung quanh hố đen trước khi rơi xuống. Mặc dù ngôi sao lùn trắng không có nguy cơ bị rơi xuống hoặc bị phá hủy bởi hố đen, nhưng số phận của nó cũng không chắc chắn. Phó giáo sư James Milleron, thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn Vô tuyến Quốc tế cho biết, ngôi sao này có thể đã bị hút khí vào trong hố đen từ hàng chục triệu năm nay và đã mất phần lớn khối lượng. Theo thời gian, quỹ đạo của ngôi sao sẽ ngày càng rộng hơn, vật chất của nó sẽ bị mất thêm. Cuối cùng nó sẽ trở thành một vật thể kỳ lạ như hành tinh kim cương nổi tiếng được phát hiện vài năm trước. Theo Vlad Tudor từ Đại học Curtin, đồng tác giả nghiên cứu cho biết, giả thuyết về trường hợp trên có thể là một ngôi sao neutron bị tách ra khi vật chất bị hố đen hút vào. Nó giống như khi bạn xoay trục giữa của con quay để làm nó xoay, nhưng giả thuyết này không giải thích tất cả những gì chúng ta thấy ở đây. Vì vậy, giải thích tốt nhất hiện có là một ngôi sao lùn trắng ở khoảng cách cực kỳ gần so với một hố đen. Phát hiện ánh sáng đầu tiên của vũ trụ sau Big Bang. Cuộc tìm kiếm đã kéo dài cả thập kỷ và kết quả đến sớm hơn mong đợi nhiều năm, được mô tả là đột phá thiên văn lớn nhất kể từ phát hiện đoạt giải Nobel 2015. Vừa qua, các nhà thiên văn học công bố khám phá về những ngôi sao đầu tiên hình thành sau vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ khiến thế giới khoa học phấn khích. Phát hiện mới cần phải được xác thực bằng những thí nghiệm độc lập, song giới nghiên cứu hy vọng điều này có thể giúp làm sáng tỏ bí ẩn về vật chất vô hình tạo thành một phần lớn vũ trụ. Theo nhà thiên văn học Jude Bowman của Đại học Quốc gia Arizona,
trưởng dự án nghiên cứu cho biết, việc tìm thấy các dấu hiệu vô cùng nhỏ này đã mở ra hướng đi mới trong nghiên cứu vũ trụ thời kỳ đầu. Bằng chứng về các ngôi sao đã hoạt động cách đây 13,6 tỷ năm, tức khoảng 180 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Dữ liệu thu được cho thấy, vũ trụ trong thời kỳ đầu dường như lạnh gấp 2 lần dự đoán trước đây, vào khoảng âm 270 độ C. Một số nhà khoa học nhận định, việc này có thể liên quan đến vật chất tối, nhiệt độ trên có thể là do vật chất bình thường tương tác và truyền năng lượng cho vật chất tối. Vô hình trước kính thiên văn, vật chất tối được cảm nhận thông qua lực hấp dẫn mà nó tác động lên các vật thể khác trong vũ trụ. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó không thể được giải thích bằng lý thuyết vật lý chính thống về các hạt cơ bản. Các nhà khoa học tin rằng trong khoảng 400.000 năm sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ hoàn toàn chìm trong bóng tối với thành phần chủ yếu là khí hydro. Lực hấp dẫn kéo những khu vực tập trung khí đậm đặc nhất về với nhau, hình thành nên các ngôi sao. Mặt trời và hệ mặt trời hình thành khoảng 9 tỷ năm sau đó. Các ngôi sao đầu tiên này là nguồn gốc của tất cả nguyên tố nặng trong vũ trụ, bao gồm những nguyên tố cần thiết cho sự sống. Phát hiện hố đen lang thang, bẻ cong không thời gian, tạo ảo ảnh khắp dải ngân hà. Vật thể được tìm thấy từ một sự kiện thiên văn bí ẩn, gọi là MOA-11191 OG-11046-2, được phát hiện bởi hai cuộc khảo sát riêng biệt mang tên thí nghiệm thấu kính hấp dẫn quang học OG và quan sát microlensing trong vật lý thiên văn MOA. Nó vừa được xác định là một hố đen, hiện đang lang thang ở vùng không gian cách trái đất 5.200 năm ánh sáng. Nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi tiến sĩ Kailash Sahu từ Viện Khoa học Kính Viễn vọng Không gian cho biết, đây là lần đầu tiên một hố đen lang thang được nắm bắt, cho dù các tính toán cho thấy có khoảng 10 triệu đến 1 tỷ cái như thế, mang khối lượng chỉ tương đương một ngôi sao khổng lồ đang trôi dạt khắp dải ngân hà của chúng ta, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy chúng vì hố đen hoàn toàn tối tăm. Hố đen bí ẩn này được phát hiện một cách gián tiếp thông qua những ảo ảnh mà nó đang gieo rắc khắp nơi. Trường hấp dẫn của hố đen này bẻ cong không thời gian xung quanh, do đó làm cong và xoắn bất cứ ánh sáng nào truyền qua đó. Khi quan sát một số ngôi sao, các nhà khoa học đã nhận ra thứ vô hình đang phóng đại và bẻ cong ánh sáng sao chính là hố đen họ tìm kiếm. Trước đó, hố đen này chỉ được hai cuộc khảo sát biết đến như là một vật thể chưa rõ chủng loại đang di chuyển trong Milky Way với tốc độ 45 km/giây. Biểu thị qua sự kiện phóng đại ánh sáng sao, hố đen này xuất hiện từ ngày 2 tháng 6 năm 2011 và đạt cực đại ngày 20 tháng 7 năm 2011, kéo dài trong suốt 270 ngày với mức độ cao bất thường. Đối chiếu các khả năng khác nhau và dữ liệu từ 8 đợt quan sát của kính viễn vọng không gian Hubble, họ đã nhận thấy chỉ có hố đen mới đáp ứng được tất cả các dấu hiệu trên. Hố đen lang thang này nặng khoảng 7,1 lần khối lượng mặt trời và có đường kính chỉ khoảng 42 km.